Xin chào tất cả các bạn. Video này mình xin giới thiệu về dòng sản phẩm Sony ZV-1. Mặc dù đã ra được hơn 6 tháng rồi, nhưng nó vẫn còn hot đối với nhiều người. Do video hơi dài là do mình hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt cho dòng sản phẩm máy ảnh compact Sony ZV-1. Tuy nhỏ bé nhưng tích hợp rất là nhiều tính năng hay, gần giống như một máy ảnh bán chuyên nghiệp. Các bạn xem video nếu thấy có chút gì đó hữu ích cho việc cài đặt cho dòng sản phẩm Sony ZV-1 của mình thì vui lòng nhấn nút subscribe hay like để ủng hộ channel. Sau cùng là những đoạn video ngắn và hình ảnh thật không qua chỉnh sửa sau khi mình cài đặt xong cho máy ảnh và mình đã quay video và chụp lại hình ảnh xem chất lượng như thế nào. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm sao để mà cài đặt cái menu cho dòng sản phẩm Sony ZV-1 này để cho ra những cái hình ảnh và thước phim đẹp nhất và cái dòng sản phẩm này nhé. Để cài đặt cái dòng sản phẩm này thì các bạn nhớ có 3 nút rất là quan trọng chúng ta luôn luôn phải nhớ. Thứ nhất là cái nút mode nè, ở trên này cái nút mode này các bạn. Hai là nút background defocus C1 này ha. Cái thứ ba là cái nút này, nút delete nè. Chúng ta vô menu của này nha. Đó, đây là cái menu chính của cái nó gồm có 12 cái trang. Thì trong 12 cái trang này nó sẽ có đầy đủ những cái tính năng mà chúng ta cài đặt trong đây. Cái trang đầu tiên thì nó có cho chúng ta được cài đặt cái quality và cái size của hình ảnh ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn được chúng ta sẽ chọn chụp ảnh là RAW hay là JPEG hay là RAW và JPEG. Theo mình thì mình chọn RAW và JPEG ha. Bước tiếp theo thì chúng ta cái JPEG quality thì chúng ta chọn file. Và cái phía dưới là image size thì chúng ta chọn cao nhất ha, 20MB của cái dòng máy ảnh này. Một tiếp theo là cái effect radio. Đây là cái size ảnh thì mình để chế độ là mặc định của Sony ha. Nếu các bạn thích chuẩn khác thì các bạn có thể chuyển qua 16 hoặc 43. Rồi chúng ta qua tab tiếp theo. Long exposure chúng ta để on ha. Hai ISO long exposure thì chúng ta để normal. Còn color thì chúng ta chọn SRV. Cái trang thứ ba thì shot mode thì chúng để manual exposure ha. Còn device mode thì chúng ta chọn single shooting để nó chụp một tấm. Red marketing thì cái này các bạn có thể, cái mục này thì các bạn chọn off nha.
Rồi, giữa cái interval function này, cái này rất là quan trọng để chúng ta chụp time lapse nè. Nếu chúng ta muốn chụp time lapse đó, thì chúng ta chọn cái này và chúng ta on lên thì nó sẽ cho mình chọn chụp time lapse ha. Còn bình thường chúng ta off đi. Trong cái trang thứ ba này thì nó cũng có hai cái mục trong này, thì cái mục này chúng ta cứ để mặc định ha, chúng ta đừng thay đổi nó. Ok, chúng ta qua cái tab tiếp theo thôi. Tab số 4 này á, cái tab số 4 này thì chúng ta là cái tab short mode drive, cái memory recall ha. Thì trong đây nó sẽ cho mình chọn cái nhớ nè, mình nhớ lại, mình sau khi mình xét xong mình muốn nhớ nó vô trong này thì mình chọn save nó thôi. Ok, cái trang tiếp theo trong cái mục máy ảnh đó là focus mode, thì chúng ta chọn ở đây. Chúng ta tùy, trong đây có rất là nhiều cái mode để chúng ta chọn focus, nhưng mà thông thường các chuyên gia người ta chỉ thì nên chọn cái AF continuous này nhé. Đó, mình cũng sẽ chọn như thế. Cái mục thứ hai của cái trang này á, thì chúng ta focus area là chúng ta nó sẽ cho mình chọn focus toàn khung ảnh hay là dọc cái hay như thế nào, hay là center tùy vào chúng ta, nhưng mà mình thì mình chọn wide ha. Đó. Cái mục tiếp theo là face AF focus, auto focus, chúng ta nên cái mục này chúng ta nên chọn on nha, để nó focus vào khuôn mặt và mắt chúng ta. Còn cái dưới này thì nó sẽ cho mình hai tùy chọn. Đó, cái mục này thì nó sẽ cho mình hai tùy chọn. Thứ nhất là human, là chụp dành chụp cho người nè. Hoặc là nếu chụp động vật thì nếu chúng ta chuyển qua animal như thế này. Nhưng mà thôi, chúng ta chọn human ha, chọn người. Cái tab tiếp theo là right left, eye select thì chúng ta chọn auto. Cái face eye frame display thì chúng ta chọn on ha. Còn animal eye display chúng ta cũng chọn on luôn. Tiếp tục cái mục trong trang số 5 này là rỉa, chúng ta chọn on. Còn focus frame color chúng ta chọn white ha. Đây nó sẽ cho mình chọn red hoặc white, chúng ta nên chọn white. Rồi, auto focus chúng ta nên chọn off ha. Trang tiếp theo là trang số 6, thì cái mục mà này thì nó không quan trọng, thì chúng ta nên để mặc định theo cổ máy ha. Mình thì mình để mặc định on như thế này. Chúng ta qua trang tiếp theo, trang số 7. Trang tiếp theo thì nó có cái mục exposure này, là cái độ sáng tối ha. Đó, đây là mình ví dụ như mình thấy cái hình này tối quá, mình có thể tăng sáng lên nè, hoặc là mình giảm sáng đi đó, cho nó vừa với. Đó, không thì chúng ta để mặc định, và cái exposure này chúng ta lên để mặc định cho nó nhé. ISO thì cũng để mặc định nè. ND filter thì chúng ta có thể khi nào trời nắng quá thì chúng ta nên on nó lên. Đó, còn không bình thường chúng ta nên chọn off. Rồi, mục tiếp theo là meeting mode, thì ở trong đây nó có 3 mục, 4 mục, thì chúng ta nên chọn cái multi. Đây thì các chuyên gia người ta khuyên như thế mà mình cũng sẽ chọn như thế thôi. Còn cái face reality multi này chúng ta chọn on lên nha. Cái này để nó detect cái face của cái khuôn mặt mình lên. Rồi chúng ta qua trang tiếp ở cái trang ở cái trang số 8 này thì nó cũng không có gì cần phải focus. Đây chúng ta cứ để mặc định cho nó thôi, nó liên quan đến đèn LED. Ta qua trang tiếp theo. Đó, đến cái trang này thì quan trọng nè. Cái mục số 9 này á thì nó có cái white balance này, thì các chuyên gia người ta nên khuyên để auto. Còn nếu như chúng ta phơi sáng ban đêm á, thì chúng ta chuyển qua daylight. Đó, hoặc tùy cái mode, chúng ta tùy vào cái ảnh mà chúng ta chọn nha. Cái mục tiếp theo là cái mục Rohivity Set White Balance, chúng ta để tên đạt. Còn cái hai diamond trend này chúng ta để optimizer ha. Cái Ray Style này chúng ta để tên đạt. Ở cái trang số 9 này có một mục rất là quan trọng, đó là Visual Profile. Ở đây chúng ta có thể chọn tùy chỉnh ha. Nếu mà chúng ta quay phim chuyên nghiệp, chúng ta có thể chọn S-Log 2, S-Log 3 cho cái trang này, và của Sony.
Mình cũng bất ngờ khi mà cái máy Sony ZV1 này chỉ là máy compact phổ thông thôi mà đã tích hợp những cái tính năng quay phim chuyên nghiệp này. Thì cái này nó chỉ ảnh hưởng đến cái tính năng quay phim thôi. Nếu mà chúng ta S-Log 2, S-Log 3 để chúng ta về edit cái video nó đẹp hơn thì chúng ta chọn vô đây. Trong cái profile này thì cái BV8 và cái BV9 là cho S-Log 2, còn S-Log 3 là B10 nha. Thì tùy các bạn nếu mà các bạn muốn cái về edit cái video mình nó cho cái được cái màu và cái file nó theo ý mình thì chúng ta vô đây. Còn mình không phải là ấy nên mình chọn cái chế độ bình thường của nó thôi, mình off cái tính năng profile này đi. Nào cần thì mình on nó lên. Còn tùy các bạn thôi. Mình thì mình cứ để off nó đi. Mình cái trang tiếp theo là cái mục số 10 á, thì là cái shot skin effect. Cái này thì nó sẽ cho mình ảnh hưởng đến cái màu da của cái ảnh mà mình chụp, da của mình hay không là mình on off cái này. Theo mình nên chọn on ha. Còn các bạn không thích thì các bạn có thể off. Trang tiếp theo thì chúng ta cũng trang này nó ấy thì chúng ta nên để mặc định theo máy. Rồi. Rồi cái trang cuối cùng thì cái product showcase này á, thì là nó chúng ta không nên set ha. Cái product showcase này chúng nó chỉ ảnh hưởng có tác dụng khi mà bên chỗ quay video thôi, còn về bên cái tab chụp ảnh thì chúng ta nên off nó đi. Còn những cái mục này thì chúng ta nên theo để mặc định theo máy. Chúng ta vừa set xong cái chế độ cho cái việc chụp ảnh của con ZV1, chúng ta qua cái tab thứ hai đó là về tính năng quay phim, thì chúng ta lên xét như thế nào cho nó ra được những cái thước phim chất lượng nhất mà chúng ta mong muốn ha. Phim á, thì bên chỗ cái tab phim thì nó cũng có chín chín trang. Thì cái trang đầu tiên á, thì nó cho chúng ta chọn về cái size và cái file format của video chúng ta ghi như thế nào. Trong cái file format này á, trong nó sẽ cho mình chọn ba chế độ. Thứ nhất là quay chế độ 4K và HD và AV, thì thông thường mình sẽ để là 4K để mình quay cho nó chất lượng hình ảnh nhất. Còn khi nào mà chúng ta muốn quay low motion thì chúng ta chuyển xuống D, còn thông thường chúng ta nên để 4K để nó cho ra cái chất lượng video tốt nhất. Đó. Và tab tiếp theo là cái tab setting record. Tab này thì nếu chúng ta chọn 4K thì nó cao nhất nó chỉ cho mình là 25 frame và 100p. Chúng ta nên chọn cái tab này là cái chất ghi được cái hình ảnh cao nhất của cái con ZV1 này nha. Nếu mà các bạn muốn frame cao hơn thì bắt buộc các bạn phải chuyển qua HD. Thì các bạn mới xuống đây nó mới cho các bạn chọn frame nhiều hơn nè, thấy chưa? Chúng ta có thể chọn là 120 frame nè. Đó là tính năng HD thì nó sẽ cho mình chọn được frame cao hơn. Còn 4K thì mặc định nó chỉ cho mình 30 25 frame thôi. Rồi, cái tab tiếp theo đó là hai setting. À, cái tab 2 frame rate setting này á thì nó cũng chỉ ảnh hưởng đến trong cái quá trình mà chúng ta set về low motion thôi. Đó. Tùy chúng ta lên để chế độ 5x này là low motion là cao nhất của nó rồi. Ta nên để 250 frame. Low motion thì chúng ta có thể chọn 250 frame hoặc là 640 frame và 960 frame tùy chúng ta. Mà theo mình thì mình chọn 240 frame là đủ rồi. Ở cái mục Reality setting này thì chúng ta để quality Reality ha. Chúng ta đừng có chọn qua cái. Rồi, cái tiếp theo Red thì chúng ta chọn cái Start Trigger. Đó là xong cái phần mà về cái tab 1 của cái mục phim này. Chúng ta qua cái tab thứ hai xem là nó có gì trong đây. À, cái tab thứ hai này á thì chúng ta có cái chọn cái chế độ này cao nhất của cái record cái file để ảnh cao nhất ha là 17 MB. Còn những cái kia thì proxy này chúng ta off nè. Tiếp theo là cái AF dry fix này chúng ta chọn là fast ha để nó focus nhanh và ghi nhanh. Rồi, tab tiếp theo là check-in center. Ở tab check-in center này chúng ta nên chọn responsive ha. Thì để chúng ta khi mà cái ảnh chúng ta có
như thế nào thì nó cũng focus, cái máy ảnh mình di chuyển đâu thì nó cũng focus đến cái điểm, cái nhân vật mà mình đang chọn focus rồi. Cái này thì lát nữa mình sẽ có cái minh họa sau ha, cho cái việc này. Cái auto slow shutter thì chúng ta chọn on lên. Rồi xong cho qua trang tiếp theo. Ở mục này thì chúng ta sẽ cho nó sẽ cho mình xét về cái record âm thanh như thế nào nha, mình chọn on. Và cái tab level này thì chúng ta nên chọn ở tham 6 là cái tốt nhất của cái micro on board này. Các chuyên gia người ta khuyên ở cái nếu mà record video á, thì chúng ta nên để ở 26 thôi nếu mà chúng ta sử dụng mic on board. Còn nếu chúng ta sử dụng mic rời á thì chúng ta nên chọn ở cái level là 12. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng mic rời thì cái mức này chúng ta nên để 12 thôi. Để test cái âm thanh á thì chúng ta nên chọn, thấy chúng ta thấy cái channel ở dưới không, nó nhảy như thế này nè. Nếu chúng ta muốn biết nó âm thanh tốt hay không á, chúng ta chọn lên nó nhảy lên mực đỏ là chứng tỏ là cái âm thanh nó không tốt. Mình nói về cái level của cái audio lại lần nữa nha. Nếu chúng ta xài mic on board trên máy á, thì là chúng ta để cái mức là 26. Còn nếu chúng ta xài mic rời thì chúng ta giảm xuống là 12. Rồi cái tab tiếp theo đó là audio display thì chúng ta nên để on nha. Rồi. Tab windy noise thì chúng ta nên off đi. Vì cái này đã có cái miếng Sony nó đã tặng chúng ta cái miếng miếng xù xù nè các bạn. Đó, để mục này thì chúng ta nên chọn off ha. Cái mục này thì quan trọng nè các bạn. Cái này là nó active cái tính năng chống rung của cái máy ảnh lên nè. Thì chúng ta lên chọn standard thì là được rồi. Nếu mà chúng ta chọn active á, thì nó sẽ rớt cái khung ảnh lại. Nếu các bạn có một chút gì đó kiến thức về cái kỹ thuật quay để chống rung á, để giảm bớt cái độ rung á, thì chúng ta nên chọn standard là được rồi. Hoặc là kết hợp với gimbal là quá ok. Còn chúng ta ấy thì chúng ta nên chọn active. Nếu mà chúng ta không có quen việc quay phim và dễ bị rung lắc thì chúng ta chọn active để nó giảm bớt cái chế độ rung của cái máy đi nha. Rồi khi nào chúng ta quen thì chúng ta trở lại cái standard. Theo mình thì mình chọn standard thôi. Trang số 4 thì cái marker display thì chúng ta chọn off ha. Còn những cái red alarm thì chúng ta chọn on lên nè. Movie white shooter á, thì chúng ta chọn off đi. Trang số 5 này thì chúng ta nói cái shooter type này chúng ta để auto ha. Còn cái reply YAO card thì chúng ta chọn enable. Còn cái teddy shot thì chúng ta chọn on này. Cái tab số 6 này, cái trang số 6 này thì quan trọng nhất là cái zoom, cái optical này. Chúng ta chỉ chọn zoom cái optical này thôi. Từ dùng những cái zoom khác thì nó sẽ làm bể ảnh, nên mình chỉ chọn cái zoom optical này thôi. Và nó không bị giảm cái chất lượng của cái file record video của mình. Còn cái zoom speed đó, thì chúng ta nên để normal nha, đừng chọn fast. Fast thì cái hình ảnh nó nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng video của chúng ta. À, cái mục số 7 này thì chúng ta cứ để mặc định theo máy thôi. Rồi, cái mục số 8 nè. Cái 8 này là rất là quan trọng. Chúng ta cần để ý hai cái mục đó là của cho dành cho máy ảnh và quay phim. Ở cái trang này các bạn thấy có hai biểu tượng, thứ nhất là hình ảnh và thứ hai là cái máy quay, cái chất lượng quay phim. Cái custom key này nó cho chúng ta chọn được những cái phím tắt mà chúng ta cần chọn cho nó nhanh. Đó, ở đây mình đã set sẵn nè. Đó, cho chế độ máy ảnh. Đây là mình đã set sẵn nè. Thứ nhất là mình set cái phím số 1 á, các bạn thấy là 1 2 3 4 phím. Nó cho mình chọn được 4 phím trong cái này thì chúng ta chọn cái nào đó thuận lợi cho chúng ta để chúng ta sau này dễ bấm cho. Mình thì ở cái mục máy ảnh này thì mình set thứ nhất là cái phím đầu tiên á là cái production key, cái phím thứ hai là về cái focus và thứ ba là cái dry mode và thứ tư là cái ISO. Nếu mà trong cái này các bạn thích chọn giống mình thì các bạn có thể chọn khóa khác nè, nó sẽ cho mình chọn ha, bất kỳ cái gì mình muốn. Còn không, nếu chúng ta không thích thì đó tùy chúng ta chọn vào bốn cái phím tắt để chúng ta tiện cái máy ảnh của mình để mình sử dụng thôi. Tương tự với lại bên chụp ảnh thì bên quay phim cũng vậy, bạn cũng xét bốn phím tắt.
để mình tiện cho nó tiện nè. Thứ nhất là relax ok, thứ hai là focus mode, ba là ND nè, thứ tư là ISO, là những cái căn bản là mình chọn. Ta qua cái test cuối cùng của cái một quay phim, đó là tab số 9, thì chúng ta nên để mặc định của nó nha, là không nên chỉnh sửa những cái này. Mình vừa hướng dẫn xong các bạn hai cái tab chính, đó là dùng cho quay phim và chụp ảnh. Thì cái mục tiếp theo đó là cái mục này, thì network là vùng là dùng để kết nối những thiết bị như là remote, máy ảnh hoặc điện thoại, để chúng ta control cái máy ảnh. Đó, trong đây thì nó, trong cái mục này thì nó có hai trang thôi, đó là thứ nhất là kết nối cho điện thoại, thứ hai là wifi nè, cái trang thứ hai là wifi bluetooth để chúng ta kết nối với lại những cái remote hoặc điện thoại cũng. À, khi chúng ta có cái tính năng wifi thì chúng ta bật wifi lên đó, thì sau đó thì chúng ta vô và chúng ta kèn nó lên. Còn về bluetooth thì chúng ta chọn xuống bluetooth thôi. Nếu mà những cái thiết bị bên kết nối rồi bên ngoài chúng ta có tính năng bluetooth thì chúng ta vô chúng ta bật bluetooth lên thôi. Cái tab playback này thì mình để mặc định theo của máy ảnh luôn, của nhà sản xuất tab. Kế bên là cái tab này cũng vậy, mình cũng để mặc định. Hai tab chính đó là tab chụp hình và quay video thôi. Thì đó là mình hướng dẫn nhanh cho các bạn cách mà setup cái menu như thế nào cho cái Sony ZV-1 này, để cho ra những hình ảnh và thước phim đẹp nhất mà chúng ta. Các bạn thấy nhìn lên màn ảnh là phía những cái chai nhựa của mình nó đang rõ nè. Cái con nai rất là mờ, mình sẽ chọn focus vô cái con nai nè. Đó, thì con nai sẽ rõ hơn mà những cái chai nhựa kia nó sẽ bị mờ đi. Là checking mode, à, chúng ta thấy nè, khi chúng ta xoay cái máy ảnh đi đâu thì nó cũng vẫn focus vô cái con nai này. Đó, đó là tính năng rất là hay của Sony gọi ZV-1 này. Và thông thường nó chỉ tích hợp trên những cái dòng cao cấp hơn hoặc dòng phổ thông, chứ không dòng trong compact. Cái tiếp theo mình thấy muốn giới thiệu cho các bạn là dùng trong quay video á, được ứng dụng rất nhiều. Các bạn thấy nè, nó đang nét ở chỗ con nai này. Bây giờ mình muốn nét qua cái con khủng long này thì mình chọn qua con khủng long này. Đó, thì cái con nai này nó sẽ bị mờ rồi, nó sẽ nét qua cái con khủng long. Cái tính năng này được áp dụng rất là nhiều trong quay video. Ví dụ nhân vật nào đang nói thì chúng ta focus vào nhân vật đó, chuyển qua nhân vật khác thì chúng ta chỉ cần tết chọn qua thôi thì tự động nó sẽ focus qua nhân vật đó. Tính năng này mình rất là thích. Đây là mình quay, mình thử demo cái tính năng defocus nha. Các bạn thấy đó, đây là mình đang ở quay cái mình đang focus vô cái cành bông lan này nè. Các bạn thấy ở cái background ở phía cái lan can và cái chậu lan phía sau á, hoặc là những cái nhà ở dưới đất á, các bạn thấy không, nó vẫn rõ nè. Là mình bật tính năng defocus, background defocus lên nè. Đó, các bạn thấy không, giờ là chỉ có cái bông lan nó rõ thôi, còn cái lan can hoặc là những cái ấy ở phía sau mình đó, những cái nhà dưới đất nó mờ đi rồi đó. Giờ mình mở, mình tắt cái chế độ điện phát sao thì focus liền đó, bạn thấy không, nhà rõ nè, nhà dưới đất cũng rõ, lan can cũng rõ, bông lan cũng rõ, rõ đều hết ha. Đó là tính năng defocus. Rồi đây mình sẽ thử cái tính năng là rồ đất sâu cây lên ha. Đó, các bạn thấy không, mình bật cái rồ đất sâu cây lên đó thì tự động nó sẽ focus vô cái lọc gió của cái máy ảnh nè, nó không focus vô cái chậu nha đam nữa. Chúng ta lấy ra tự động nó sẽ focus vô cái chậu nha đam. Đó là tính năng của rồ đất sâu cây, rất là đẹp ha. Đó là tính năng rất là hay của cái sản phẩm này. Sẽ quay lên nha. Cái này mình không biết là các bạn có nghe mình thấy gió rất là nhiều, thì không biết là mình đang thay bằng mình đang record video mà không có cái lọc gió của đi kèm cái máy ảnh đó, thì
biết là có tiếng gió hay không. Bây giờ mình sẽ gắn nó vô xem coi là nó còn tiếng, nó có bớt được cái tiếng gió ù ù các bạn đang nghe hay không nha. Rồi đây mình đã gắn cái lọc gió lên rồi. Các bạn thấy là sau khi mình gắn lên thì cái âm thanh nó có khác, nó có khác biệt đúng không ạ? So nhiều so với không có cái lọc gió đó. Nếu mà không có lọc gió này thì cái tiếng gió nó ù ù vô rất là nặng, mình sẽ rất là khó nghe cái tiếng của chúng ta. Còn nếu chúng ta có cái này thì cái tiếng của chúng ta nó sẽ đỡ gió hơn.